Chào các bạn. Tiếp theo chúng ta sang bài số 8 là bài về nói về bảng tổng hợp vật tư. Trong bài tổng hợp vật tư này chúng ta sẽ đi 3 vấn đề chính. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng xem là cái bảng tổng hợp vật tư Bộ Xây dựng hướng dẫn chúng ta cách tính toán và thể hiện trên bảng biểu như thế nào. Đấy. Sau đó thì qua đó chúng ta sẽ biết được là cái định nghĩa về bảng tổng hợp vật tư là gì. Tiếp theo, mục thứ hai là chúng ta sẽ xem chi tiết cách tính toán và thể hiện bảng tổng hợp vật tư, cũng như là một cái ví dụ để chúng ta nhìn cho trực quan và cho nó dễ hình dung. Và phần cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành việc tính toán bảng tổng hợp vật tư trong phần mềm dự toán G8. Đầu tiên thì tất nhiên là trước đó thì chúng ta cũng nên là làm bằng tay trên Excel, một cái file Excel trắng mà chúng ta tự làm một cái bảng tổng hợp tư. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hành trên phần mềm G8 sau. Thì cũng nói thêm một chút là phần mềm G8, dự toán G8 là một trong cái phần mềm mà có cái tính năng rất là mạnh và nó rất dễ sử dụng. Được sử dụng thì ở rất nhiều các cái ban quản lý dự án, các sở ban ngành, các chủ đầu tư, rồi các nhà thầu, đơn vị tư vấn trên cả nước, ba miền Bắc Trung Nam. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sang cái bài học chính của chúng ta. Trước khi đi vào bài số 8 là bảng tổng tư, thì tôi nhắc lại một chút ở cái bài học trước, tức là bài học số 7 đấy ạ. Thì chúng ta được học về bảng phân tích hao phí vật liệu công máy cho các công tác trong công trình. Thì tôi nhắc lại một chút để chúng ta có nhớ lại kiến thức để chúng ta đi tiếp cái bài học ngày hôm nay. Thì ở bài học trước thì cái phần phân tích vật tư thì chúng ta đã phân tích hao phí định mức vật liệu, hao phí mức nhân công, hao phí định mức máy nếu có của từng công tác có trong công trình. Công tác số 1 cũng phải phân tích, công tác số 2 nếu có định mức cũng phải phân tích, vân vân đến công tác cuối cùng của công trình thì thôi. Đấy. Và cái định mức tức là cái khối lượng hao phí vật liệu công máy cho một đơn vị công tác ở đây. Nhớ là cho một đơn vị công tác thì được tra ở trong các quyển định mức của Bộ Xây dựng. Và chúng ta sẽ điền nó là 3 cột F, G, H như trên màn hình của chúng ta. Đấy. Sau đó thì Bộ Xây dựng yêu cầu chúng ta là tính, đây là cho một đơn vị. Thì Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu tính là cho tổng đấy, cái khối lượng của công tác đấy. Ví dụ trong hợp này là cái công tác AC 321 32130 thì khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay thì khối lượng của nó là 81,2 mét, thì chúng ta sẽ phải tính tổng vật liệu là bao nhiêu, tổng nhân công là bao nhiêu, tổng máy là bao nhiêu cho 81,2 mét khoan ở đây. Đó. Thế thì đấy là cái nội dung của bài học trước, tôi nhắc lại một chút để chúng ta có đủ cơ sở để chúng ta nắm được, chúng ta đi tiếp bài số 8 này. Nếu như mà ai đó bạn nào trong chúng ta mà chưa học cái bài học này thì các bạn có thể tìm kiếm trên YouTube lại để chúng ta xem bài học số 7 về bảng phân tích vật tư và chúng ta sẽ xem nó. Bây giờ tôi đi vào bài học chính của chúng ta là bảng tổng hợp vật tư. Tôi quay trở lại một lần nữa cái thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc là hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thì tôi nhắc lại cái thông tư này là một trong những thông tư rất là quan trọng, và nó là quan trọng số 1 đối với các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu. Thì thông tư này rất quan trọng số 1 luôn. Đó. Thông tư này lấy đâu ra? Thì chúng ta có thể quay trở lại phần mềm G8. Chúng ta vào menu dự toán này, luật xây dựng. Đấy. Hoặc là chúng ta kích, chúng ta tìm cái sheet luật xây dựng ở phía dưới. Đấy. Chúng ta tìm cái sheet luật xây dựng ở phía dưới. Đây. Luật xây dựng đây, chúng ta kích vào. Thì cái thông tư 06 nằm ở đây. Tôi xin lỗi, đây. 06 hay 16 đây. Đấy, thì có cái mục ngoài cùng có chữ tải về thì chúng ta kích vào. Các bạn chờ một chút. Thì phần mềm G8 sẽ mở cái website của Bộ Xây dựng. Đây là website của Bộ Xây dựng có địa chỉ là moc.gov.vn. Thì đây là website chính thống của Bộ Xây dựng. Thế cho nên là các cái tệp đính kèm, các cái văn bản đính kèm ở đây. Đấy, chúng ta tải cái thông tư 06/2016 về như thế này thì rất là yên tâm, bởi vì đây chính là cái nguồn gốc của thông tư, không sợ bị các cái nguồn nào đó nó thay đổi văn bản đi. Đấy, vì đây là website chính của Bộ Xây dựng của chúng ta. Các bạn hoàn toàn yên tâm để tải file này về các bạn xem nhé. Tải về xong thì các bạn mở nó ra một file PDF. Để chúng ta mở bằng Foxit Reader hay là Acrobat Reader tùy. Đấy, thì chúng ta mở file PDF này ra thì nó sẽ ra cái màn hình giống như thế này. Đó. Rồi.
Thì ở trang số 32 về phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình, thì tôi nhắc lại một chút là chi phí xây dựng công trình hay là tổng đầu tư được xác định bởi 6 thành phần: một là chi phí dựng, hai là thiết bị, ba là quản lý dự án, bốn là tư vấn và đầu tư dựng, thứ năm là chi phí khác, thứ sáu là chi phí dự phòng. Đấy. Thì cái chi phí GXD, viết tắt là GXD, thì chính là chi phí dựng. Thì là chúng ta đang trong quá trình học để tính toán cái chi phí dựng ở đây. Đấy, và nguyên cái chi phí xây dựng này, ký hiệu là GXD, thì nó có cả một chương. Nó có cả một chương là chương 3, cả một cái phụ lục 3 ở phía dưới này để giúp chúng ta tính toán các cái chi phí xây dựng. Đây. Riêng một cái chi phí dựng ký hiệu là GXD thì nó có cả một phụ lục 3 là phương pháp xác định dự toán chi phí dựng. Đó. Thế thì trong phụ lục 3 này phía dưới ở trang số 65 thì nó có bảng 3.5 là tổng hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi trực tiếp. Đấy. Thì chi trực tiếp thì tôi sẽ nói sau. Đến phần bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng công trình thì tôi sẽ nói rõ hơn về tại sao lại là trong chi trực tiếp ở đây. Đấy. Thì trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết ở bảng số 5 này thì tôi nêu một tình huống để chúng ta hiểu được bài học dễ hơn. Là thế này. Có một lúc nào đó chúng ta đứng trước một cái công trình, một tòa nhà cao tầng, một con đường đang thi công, hay là một cây cầu là vừa mới thi công xong đó, hay là một đoạn đê kè sông, đê kè biển mà họ đang thi công và sắp hoàn thành rồi, thì chúng ta mới thắc mắc là ồ, cái tòa nhà này không biết là xây dựng hết bao nhiêu tấn xi măng nhỉ, cái tòa nhà này thi công hết bao nhiêu tấn thép nhỉ, hay là cái tòa nhà này xây hết bao nhiêu vạn gạch nhỉ, vân vân. Hay là chúng ta có thể hỏi thắc mắc, chúng ta nhìn thấy một cái máy ủi, một cái máy xúc, hay là một cái máy trộn bê tông chẳng hạn, chúng ta nhẩm trong đầu, chúng ta tự hỏi hay là chúng ta mường tượng ra, chúng ta hỏi là ồ, cái công trình này từ lúc thi công bắt đầu thi công đến lúc mà thi công xong đã hoàn thành đấy, bàn giao chủ đầu tư thì cần phải bao nhiêu ca hay là bao nhiêu giờ sử dụng máy vận thăng chẳng hạn, đấy, bao nhiêu giờ sử dụng máy xúc máy ủi chẳng hạn, đấy, hay là bao nhiêu ca, vân vân. Tương tự như vậy có thể là những câu hỏi liên quan đến ồ, bao nhiêu người công nhân thi công nhỉ, hay là bao nhiêu công nhỉ chẳng hạn đó. Thì chính cái bảng 3.5 này là cái bảng để trả lời câu hỏi đó, không những về mặt khối lượng mà còn cả về mặt tổng chi phí cho từng cái loại vật liệu hay là nhân công hay máy đó. Đó. Thế bây giờ chúng ta đi vào chi tiết bộ dựng hướng dẫn gì. Cột thứ nhất là cột số tự, là bộ dựng yêu cầu chúng ta là gì. Số tự 1 là mã là thể hiện tất cả các loại vật liệu, 2 là mã là thể hiện tất cả loại nhân công, và ở đây 3 là mã là thể hiện tất cả loại máy. Đấy. Và ở cột số 3 là cột số 2, số 3 là chúng ta thể hiện mã và tên của các loại vật liệu, tên của các loại nhân công và tên các loại máy. Đấy. Cột số 4 là đơn vị, thì ví dụ như cát, đá là mét khối, gạch là viên, thép là kg, vân vân. Thế còn nhân công thì đại bộ phận đơn vị là công, còn máy thì đại bộ phận 100% các loại máy thì đều tính đơn vị là ca. Đó. Tiếp theo cột số 5. Cột số 5 sẽ trả lời cho cái câu hỏi mà chúng ta vừa thắc mắc, chúng ta vừa đặt ra là công trình này sẽ thi công hết bao nhiêu viên gạch hay là bao nhiêu tấn xi măng chẳng hạn. Đó. Thì cột số 5 sẽ trả lời cái câu hỏi vừa rồi. Thì bộ dựng hướng dẫn cột số 5 này, khối lượng cột số 5 này như sau. Khối lượng vật liệu, nhân công và máy và thiết bị công của cột 5 ấy sẽ lấy ở cột số 9, 10, 11 ở trong bảng 3.4. Chúng ta lại nhớ là bảng 3.4 thì ở phía trên này là cái bảng mà chúng ta đã học ở bài học số 7 phía trước. Tức là bài 7 chúng ta đã học về bảng gì ạ? Bảng phân tích vật tư. Thì chúng ta đã học cái bảng 3.4 này rồi. Thì bộ dựng yêu cầu ấy là cái bảng, cái cột số 5 ở bảng 3.5 phía dưới sẽ lấy từ, nếu là vật liệu thì lấy ở tổng ở cột số 9, nếu là nhân công thì lấy tổng cột số 10, và nếu mà là máy thì lấy ở cột số 11. Đấy, lấy nhưng mà lọc, nhưng mà có lựa chọn. Ví dụ như là tìm tất cả, ví dụ chúng ta xem là công trình này dùng hết bao nhiêu mét khối cát mịn chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta đi ở cột số 9, cứ công tác nào có cát mịn thì chúng ta cộng khối lượng lại. Đấy, gạch thì bỏ qua, thép bỏ qua, cốt pha bỏ qua, vân vân. Tương tự như vậy, nếu tương tự như vậy cho việc tìm máy, giả sử là chúng ta muốn xem là cái máy trộn vữa 80 lít của công trình hết bao nhiêu ca, thì chúng ta sẽ tìm ở cái cột số 11 này, cột số 11 ngoài cùng này, xem cái công tác nào sử dụng cái máy trộn vữa 80 lít
thì chúng ta cộng số k lại. Đó, ý là cái hướng dẫn phía dưới này, phía dưới ghi chú này chính là cái cách chúng ta cộng có lựa chọn như vậy ở bảng 3.4. Đó. Như vậy cột số 5 này là được lấy ở bảng tổng ở bảng 3.4, tức là bảng phân tích vật tư mà chúng ta đã học ở cái bài học trước, bảng số 7. Đấy. Tiếp theo đến cột số 6 là cột giá. Cột giá. Thế thì tôi sẽ chuyển sang cái màn hình của bên phần mềm dự toán G8 thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn so với việc nhìn vào cái bảng trắng như thế này. Đấy, chúng tôi sẽ dò cái bài tổng vật tư đây. Khối lượng, hệ số giá, giá này. Thì đối với vật liệu, các loại vật liệu này chúng ta phải nhớ rằng cái giá này là phải giá hiện tại, hiện trường đến chân công trình rồi. Có nghĩa là cái giá này đã bao gồm cả gì ạ? Bao gồm cái giá thông báo này. Đấy, mà chúng ta lấy áp theo thông báo giá của tỉnh, hoặc là chúng ta nhập tay vào nếu mà là giá chúng ta mua ở ngoài thực tế, ở ngoài thị trường. Đấy, như vậy giá hiện trường nó sẽ bằng cái giá thông báo này hoặc là giá thực tế chúng ta mua cộng thêm với cả các loại cước vận chuyển nếu có, ví dụ như cước vận chuyển ô tô, cước vận chuyển bằng tàu thuyền, cước vận chuyển bằng gánh bộ thủ công, bằng xe cải tiến cút nếu có, chúng ta sẽ cộng lại thì sẽ ra được giá vật liệu hiện trường này. Đấy. Chính vì thế ở các bài học số 1 là tôi đã phải giải thích rất kỹ thế nào là giá vật liệu gốc, thế nào là giá vật liệu tháng, giá vật liệu thông báo hay là giá quý đấy, giá thông báo, giá quý, giá tháng là một khái niệm thôi. Đấy, và tôi đã hướng dẫn cái cách áp giá thông báo vật liệu rồi. Đấy, cũng như là tôi đã hướng dẫn rất kỹ cái cách tính giá cước vận chuyển bằng ô tô, cước vận chuyển bằng tàu thuyền, cước vận chuyển bằng gánh bộ thủ công, cút kít cải tiến. Thì nếu ai đó mà chưa được học về cái bảng giá vật liệu, trong đó có tính cước vận chuyển, đấy, rồi là các cái thông báo giá của các tỉnh theo quý, theo tháng đó, thì chúng ta tìm lại bài học số 1, bài số 1 về bảng giá vật liệu và cước vận chuyển trên YouTube để chúng ta xem. Đó. Như vậy là chốt lại thì cái giá này đối với vật liệu chính là giá hiện trường đến chân công trình, có tính thêm, có tức là có nghĩa là đã tính các loại cước vận chuyển nếu có. Tiếp theo đối nhân công thì cái cột giá nhân công này chính là đơn giá nhân công cho một công này rồi. Ví dụ đây 210.185 đồng này là đơn giá nhân công bậc 3/7 nhóm 1. Đấy, tại thời điểm mà chúng ta làm dự toán hay là chúng ta làm một số đấu thầu vân vân. Đấy, thì đây cái giá này là giá mà chúng ta xác định được tại thời điểm chúng ta làm xác định chúng ta tính dự toán công trình. Thì ở bài học số 2, bài số 2, bài 2 là bài nói về bảng giá nhân công thì tôi đã hướng dẫn rất kỹ chúng ta cái công thức tính ở điều 4 trong thông tư 05/2016 Bộ Xây dựng đã hướng dẫn rất rõ cái việc tính đơn giá nhân công cho các cái này. Và trong bài số 2, bài 2 về bảng giá nhân công tôi đã có một cái video hướng dẫn rất kỹ. Chúng ta chưa biết thì chúng ta search trên YouTube. Đấy, để chúng ta xem cái này. Tiếp theo đơn giá ca máy thì đây chính là đơn giá cho một ca của các cái máy này, thì chúng ta sẽ thể hiện đây. Và đơn giá ca máy này là đơn giá ca máy tính tại thời điểm chúng ta làm công trình, có nghĩa là các cái dữ liệu đầu vào như là mức lương đầu vào, rồi là giá dầu, giá diesel, giá điện, rồi các cái tỷ lệ nhiên liệu phụ, các hệ số phụ vân đấy, là những cái giá trị mà tại thời điểm chúng ta làm dự toán công trình để chúng ta tính ra được cái bảng giá ca máy này, cái đơn giá ca máy này. Thì ở bài học số 3 về bảng giá ca máy tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cái cách tính đơn giá ca máy như thế này. Chúng ta chưa xem thì chúng ta xem lại cái video số 3, bài số 3, bài 3 về bảng giá ca máy thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách tính này và chúng ta sẽ hiểu được cái giá ca máy này đưa vào đây như thế nào, tính như thế nào để đưa cái giá ca máy đưa vào đây. Ok. Đó. Thế thì quay trở lại cái hướng dẫn của luật. Chúng ta có khối lượng rồi, chúng ta có giá rồi thì đương nhiên thành tiền rất là dễ rồi ạ. Cột thành tiền là cột 7 sẽ bằng cột khối lượng là cột 5 nhân với cột đơn giá là cột số 6. Đó, thì ở đây cũng tương tự như vậy. Chúng ta thể hiện nó bằng cách ạ, chúng ta lấy khối lượng nhân với giá ở đây. Chúng ta lấy khối lượng của dây thép nhân với giá dây thép đây, vân vân. Nhân công tương tự như vậy, thành tiền của nhân công bậc 3.5 sẽ bằng gì ạ? Tổng khối lượng nhân công 3.5/7 cho cả công trình và nhân với cái đơn giá của nó tại thời điểm chúng ta làm dự toán. Máy cũng thế, một cái cần trục bánh xích 25 tấn thì tiền chi phí nó sẽ gì ạ? Sẽ bằng tổng cái số ca mà chúng ta sử dụng cái cần trục bánh xích 25 tấn này cho cả công trình đấy, nhân với cả đơn giá của nó mà chúng ta tính toán ra được thì sẽ ra lại con số thành tiền này. Đó. Tiếp theo
Ở đây có một cái đại lượng nữa, một cái thông số cuối cùng là tổng cộng vật liệu thì rất dễ rồi. À, có cát, có gạch, có xi măng, có cốt pha, có thép vân vân. Thì chúng ta sẽ cộng tất cả cái thành tiền của các cái vật liệu lại thì sẽ ra được tổng thành tiền vật liệu đây. Tương tự nhân công bậc 3, bậc 3,5, bậc 4, bậc 4,5 trên 7 vân. Chúng ta sẽ cộng tất cả cái thành tiền của nhân công lại thì sẽ ra tổng cộng nhân công đây. Chúng ta có những cái máy trộn vữa 80 lít, vận thăng 0,8 tấn, máy ủi, máy xúc, rồi máy cạp đất vân vân chẳng hạn, có bao nhiêu ca. Thì chúng ta tính ra thành tiền đây rồi thì chúng ta cộng tổng cái thành tiền lại thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có tổng cộng máy mà chúng ta điền ở cái ký hiệu M dưới này. Tôi sẽ minh họa cho nó rõ hơn. Đối với vật liệu thì chúng ta cái cột tổng vật liệu này, cái dòng tổng vật liệu này sẽ bằng sum ạ. Sum tất cả các vật liệu từ đầu đến cuối. Được chưa ạ? Sum. Công thức của nó sum đây. Sum P6 đến P34. 6 đây. 34 ở đây. Đó. Nhân công thì nó sum thành tiền của từng cái loại nhân công một. Đây. Công thức nó tính sum đây. Sum từ P37 đến P41. 37 đây, 41 đây. Máy tương tự. Đấy. Máy tương tự. Sum P44 đến P60. 44 đây, 60 đây. Đấy, công thức của nó đây. Phía trên này. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết được gì ạ? Tóm lại chúng ta đã, sau khi mà tính toán xong cái bảng này, chúng ta biết được khối lượng từng loại vật liệu một cho cả công trình, khối lượng từng loại nhân công một cho cả công trình, khối lượng máy, từng cái máy một cho cả công trình, và tương ứng với nó là gì ạ? Và thành tiền của chúng nó cho cả công trình, thành tiền vật liệu cũng như là tổng tiền vật liệu, tổng tiền nhân công, tổng tiền máy. Đấy. Thì cũng nói thêm một chút là cái tổng này, ba cái thành phần vật liệu công máy này chính là chi phí trực tiếp để tạo ra một cái công trình. Đấy, tức là tạo ra một cái cây cầu, một con đường hay là một tòa nhà, đó chính là chi phí tiếp. Cho nên ở cái hướng dẫn này Bộ Xây dựng mới nói là gì ạ? Tổng chi phí vật liệu công máy trong chi phí trực tiếp. Đấy, ý nghĩa cái từ chi phí trực tiếp là như vậy. Đó. Thế như vậy cái bảng 3.5 thì Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn như vậy là hết rồi. Đấy, thì là vậy là chúng ta đã tìm hiểu cái cách tính và cái hình thức bảng biểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ rút ra một cái định nghĩa là gì ạ? Định nghĩa về cái bảng tổng hợp vật tư là gì ạ? Là bảng thể hiện. Đấy, thể hiện gì ạ? Thể hiện tổng khối lượng. Đấy, cũng như là tổng chi phí mỗi loại vật liệu. Đấy, mỗi loại nhân công. Đấy, và mỗi loại máy. Đấy, cần thiết để dùng cho cả công trình. Tổng khối lượng. Khối lượng này cũng như là tổng thành tiền của mỗi loại vật liệu, mỗi loại nhân công, mỗi loại máy mà cần thiết để sử dụng cho cả công trình. Đấy, cái định nghĩa tôi rất đơn giản như vậy. Và cái bảng tổng hợp vật tư thì phải tuân thủ theo bảng 3.5. 3.5 nó ở trang số 65, trang số 65 trong thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Lưu ý là video này tôi đang thâu tại thời điểm vào tháng 2 năm 2019 thì thông tư 06/2016 vẫn còn có hiệu lực. Đấy. Sau này khi Bộ Xây dựng ban hành thông tư mới, ra cái thông tư mới để thay thế thông tư 06 này thì có thể đâu đó cái bảng biểu chắc cũng có thể thay đổi, nhưng mà thông thường thì các cái thông tư sau với thông tư trước nó cũng rất có ít thay đổi lắm. Những cái bảng biểu tính ý, là nó rất ít thay đổi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đi xong phần 1 và phần 2 là định nghĩa cũng như là cái cách tính toán và thể hiện theo thông tư 06 của Bộ Xây dựng dẫn. Tiếp theo, bây giờ chúng ta đi vào cái bài thực hành tính bảng tổng hợp vật tư. Tính tổng hợp vật tư. Tính bảng tổng vật tư. Rồi, thì ở bài học trước là bài số 7 nói về bảng phân tích vật tư. Thì chúng ta đã thực hành cái việc tính và thể hiện bảng phân tích vật tư cho 3 trong số 50 công tác mà tôi gợi ý ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập, tức là chúng ta sẽ cũng vẫn là 3 trong số 5 công tác chúng ta gợi ý ở đây, nhưng mà chúng ta thực hành việc tính và thể hiện bảng tính gì ạ? Tổng hợp vật tư. Tổng hợp vật tư. Vật tư. Đấy. Đề bài là như vậy. Thế thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng phân tích vật tư mà hôm qua chúng ta đã làm. Đấy, để chúng ta tính cho 3 hoặc là 50 công tác mà chúng ta phân tích vật tư để chúng ta tính ra cái bảng tổng hợp vật tư. Đấy, vật tư. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cái video lại.
mà từ từ tôi gợi ý một chút, sau đó chúng ta sẽ tạm dừng lại để chúng ta làm bài tập. Tôi gợi ý đây là chúng ta sẽ dựa vào cái bảng phân tích vật tư mà chúng ta đã làm trên Excel. Chúng ta cố gắng là làm tay trên Excel nhé, để chúng ta tra được cái định mức này, rồi chúng ta tính được cái khối lượng như hôm qua chúng ta đã làm rồi. Thế thì chúng ta sẽ xác định xem cái công trình đấy là gồm những cái loại vật liệu nào để chúng ta thể hiện ở các cột này. Đấy, tiếp theo cột khối lượng này ấy, thì chúng ta sẽ lấy ở cái bảng tổng phân tích tư mà hôm qua chúng ta vừa làm xong. Đối vật liệu chúng ta lấy ở cột này, nhân công chúng ta lấy ở cột này, và máy chúng ta lấy ở cột L này. Đấy, lấy có lựa chọn đấy, chứ không phải là lấy tổng thì nó không đúng, mà lấy có lựa chọn có lọc. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta xem khối lượng của bentonit chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải tìm xem ở cột G này cái vật liệu, cái công tác nào nó dùng bentonit thì chúng ta sẽ cộng, còn nó là gầu khoan thì bỏ qua, rồi răng khoan đất thì bỏ qua, vân vân. Nếu là bentonit thì chúng ta mới cộng ở cái cột G này vào. Tương tự như vậy cho nhân công và máy. Đấy. Thế còn thì cái giá hiện trường này thì tạm thời chúng ta nên lấy cái giá mà do tỉnh công bố. Đấy, nếu là chúng ta đơn vị tư vấn, còn nếu mà là các nhà thầu thì tôi khuyến nghị là chúng ta lấy cái giá thực tế trên thị trường mà chúng ta mua được. Chúng ta có thể hỏi cái người mà chuyên lo việc vật tư, anh trưởng phòng vật tư hay là nhân viên của phòng vật tư để họ cung cấp số liệu cho các bạn, hay là phòng kế toán họ sẽ có số liệu cung cấp cho các bạn. Cái thành tiền này tôi nhắc lại sẽ bằng gì ạ? Bằng tổng khối lượng ở đây mà nhân với cái giá ở đây. Tương tự như vậy cho nhân công và máy thế. Đấy. Và tất nhiên chúng ta lại phải làm lại cái bài tập là gì ạ? Tính đơn giá nhân công bậc 3, bậc 3,5, bậc 4 trên bậc 7 để chúng ta tính được các con số này. Rồi đối với máy thì chúng ta lại phải làm lại cái bài tập để tính ra được gì ạ? Đơn giá ca máy ở đây. Đấy, nó giống như là tính ở bên cái sheet này. Giống như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta chưa nắm được thì chúng ta dở cái bài số 3 là bài bảng giá ca máy ra. Nếu chúng ta chưa nắm được phần tính nhân công thì chúng ta sẽ dở bài số 2 ra là bảng giá nhân công để xem cái video hướng dẫn chi tiết. Đó. Đấy, thế thì sau khi đã nghe hướng dẫn rồi thì tôi rất hy vọng là các bạn sẽ tạm dừng cái video lại. Nhớ là tạm dừng thôi ạ. Sau đó thì các bạn cố gắng đấy ạ, nghiêm túc để thực hành cho tôi cái bài này. Chỉ cần làm 3 trong số 5 công tác mà tôi đã gợi ý đây, hoặc là 3 công tác mà trong công trình của bạn đang làm, trong công trình của bạn đang thiết kế, vân vân, tùy các bạn. Đấy, chúng ta nghiêm túc nhé. Đấy. Rồi, chúng ta làm bài tập xong thì sau khi làm xong thì chúng ta cho chạy video tiếp và xem tôi dẫn tiếp. Rồi. Bây giờ là phần mà thực hành tính tổng hợp vật tư trong dự toán G8. Thì tôi đi từ đầu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập các cái công tác có trong công trình của chúng ta, gồm có mã các đầu việc, tên các đầu việc, đấy, rồi đơn giá vật liệu công máy. Thì là chúng ta tra theo mã, tra theo tên. Bạn nào mà chưa biết cách thì chúng ta dở bài học số 6 ra là bài bảng tiên lượng công trình, để xem là cái cách tra theo mã thế nào, tra theo tên công tác mà trên tên tiếng Việt mà không dấu thế nào, đấy, rồi là cái cách mà nhập diễn giải như thế nào, vân vân. Thì chúng ta xem vào bài số 6 để ra được cái bảng tiên lượng nó gồm những cái số liệu như thế này. Đấy. Xong rồi thì chúng ta sẽ sang bên sheet giá tháng để chúng ta sẽ nhập cái giá thông báo vật liệu vào đây, có thể nhập tay hoặc là nháy phải chọn áp giá thông báo vật liệu. Sau đấy thì chọn cái thông báo của tỉnh, sau đó các bạn tích vào, tích cái giá mà chúng ta chọn, sau đó bấm chấp nhận để mà lấy cái giá thông báo vật liệu. Đấy. Để lấy xong thì chúng ta tính nhân công, tính máy như ở những cái bài học trước, bài số 2 là về nhân công, bài số 3 là về máy tôi hướng dẫn rồi. Bài số 1 là về bảng giá vật liệu tôi hướng dẫn rồi. Để liên quan cái này chúng ta sửa lại xem. Sau đó thì chúng ta bấm sang bên sheet tổng hợp vật tư. Thì lúc đầu ấy, khi mặc định đối với một cái file công trình mới thì G8 nó sẽ là để cái bảng chênh lệch rút gọn. Đây. Tức là nó sẽ có cột chênh lệch giá và tổng chênh. Cũng như là nó sẽ có tổng thành tiền chênh ở đây, tổng thành tiền chênh nhân công ở đây và tổng thành tiền chênh máy ở đây nếu có. Đấy. Thế thì cái bảng này là nó không đúng theo mẫu. Mặc định khi G8 mở lên nó ra cái bảng có chênh lệch như này thì nó không đúng theo mẫu của thông tư. Đấy. Đây chỉ có khối lượng, có giá, có thành tiền chứ không có chênh lệch gì cả. Không có tổng chênh, không có chênh lệch gì cả. Cho nên là không đúng mẫu. Chính vì thế mà chúng ta phải chọn lại cái bảng số gì ạ? Bảng số 7 là bảng giá hiện trường rút gọn. Đây nó đang ở bảng số 8 là bảng chênh lệch rút gọn nhé. Thì chúng ta chọn lại là bảng số 7, bảng giá hiện trường rút gọn. Thì nó có khối lượng, có giá và có thành tiền giống như là trong thông tư.
duy nhất nó thêm một cột hệ số này thì chúng ta cứ để nên in nó vì lý do thế này. Có nhiều cái công tác mà chúng ta phải thể hiện hệ số ở đây, nhất là nhân công với cả máy thì rất nhiều công trình là phải thể hiện cái hệ số ở đây. Thì cái thành tiền này này nó sẽ bằng là gì ạ? Khối lượng nhân với giá nhân hệ số. Hệ số 1 thì nó bỏ qua, nó không nhân. Thế cho nên là chúng ta nên là có cột hệ số ở đây. Đấy, chúng ta nên có cột hệ số ở đây. Còn nếu chúng ta không muốn in thì chúng ta nháy phải, chọn hiện cột, gắn cột đi, thế là xong. Thì như vậy là cái mẫu này, tên đơn vị khối lượng giá thành tiền thì nó giống hệt với cả thông tư. Tên đơn vị khối lượng giá thành tiền nó giống hệt như mẫu của thông tư. Đó, thì tùy chúng ta. Thế thì tôi cũng nói hướng dẫn thêm là tại sao G8 để mặc định là cái bảng số 8 là bảng chênh lệch rút gọn. Vì lý do ấy là đa phần các đơn vị tư vấn, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn chủ đầu tư hiện nay là người ta vẫn tính theo cái cách, tuy rằng nó không đúng theo thông tư mà bộ dựng dẫn, tức là sai luật, không đúng theo luật, là lấy cái gốc đây, lấy cái thành tiền vật liệu gốc này cộng với cái chênh lệch vật liệu ở đây. Đây chúng thấy ạ, đây công thức nó đây ạ, gốc này cộng với chênh. Đấy, cái chênh này nó chính bằng tổng hợp vật tư R35. Tổng hợp vật tư đây, R ở đây, 35 chính là đây. Đấy, thế cho nên là vì hiện nay đa phần là chúng ta đang làm sai luật rất nhiều, 80-90% là đang làm sai luật là gì ạ? Cứ lấy gốc cộng với chênh. Thế cho nên là G8 bắt buộc phải để mặc định là lấy bảng chênh lệch vật liệu rút gọn, bảng chênh lệch rút gọn là vì thế. Thì đến phần sau bài học số 9, số 11 thì tôi sẽ dẫn có 3 cái cách tính dự toán, tức là 3 cách tính cái bảng dự toán chi phí dựng. Trong đó là cách tính theo lấy gốc cộng chênh như thế này. Đấy, và có 2 cách nữa là không sử dụng cái giá gốc cộng chênh như này nữa. Thì đến bài học số 9, 10, 11 tôi sẽ dẫn thêm. Bây giờ chúng ta cứ biết là khi thực hành ấy, thì để cho đúng mẫu của thông tư thì chúng ta chọn bảng số 7. Đấy, còn nếu mà chúng ta làm theo cách cũ là cứ lấy gốc cộng với chênh thì chúng ta bắt buộc phải chọn bảng số 8, là bảng có chênh lệch vật liệu nhân công máy nếu có, và tổng chênh nếu có ở đây. Đó, tôi dẫn thêm một chút nữa là cái hiện bảng này nó có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ có lựa chọn chỉ có bảng, chỉ có khối lượng không thôi. Nếu như chúng ta in ra cho đơn vị chạy vật tư họ mua chẳng hạn, họ nếu họ không cần quan tâm giá thì chúng ta chỉ cần in khối lượng để họ đi mua thôi. Đấy, hoặc là chỉ có khối lượng với giá gốc mới thành tiền. Đấy, chỉ có khối lượng giá thông báo mới thành tiền. Đấy, chỉ có cước vận chuyển bù nhiên liệu lược nếu có, cước vận chuyển và thành tiền cước vận chuyển. Ở đây thì tôi chưa chạy cước vận chuyển cho nên nó chưa có số liệu. Hay là chỉ có giá hiện trường không thôi. Đấy, đấy, giá vận trường nó bằng giá thông báo cộng cước vận chuyển ra cái này và thành tiền giá hiện trường, vân vân. Thì có rất nhiều, và cuối cùng là cái bảng đầy đủ. Đây, đầy đủ thì nó có tất tần tật các cột, chúng ta thích cột nào thì thể hiện thì nó có cột đó. Nhưng mà tôi khuyến nghị là chúng ta hay quan tâm đến cái bảng số 7 là giá hiện trường rút gọn, và bảng số 8 là bảng chênh rút gọn. Đấy. Đấy, thì theo đúng mẫu là bảng số 7 là bảng giá hiện trường rút gọn. Đấy, thì như vậy là cái cách thực hành trên phần mềm dự toán G8 đối với cái bảng tổng hợp vật tư là như vậy. Ngoài ra bên phía dưới thì chúng ta thấy là có vật liệu, có nhân công, có máy, có tạm tính, vân vân. Thì những cái này chúng ta thực hành thêm. Tôi lấy ví dụ, trường hợp có vật liệu chúng ta bỏ đi chẳng hạn, thì cái chỗ này đang có vật liệu này, chúng ta bỏ đi xong chúng ta bấm F5 hoặc là chúng ta bấm nút hình tam giác ở trên này. Đấy, thì cái công trình của chúng ta lúc này nó chỉ có nhân công, chỉ có máy không thôi. Hay là bây giờ chúng ta bỏ máy đi chẳng hạn, xong chúng ta bấm F5 hoặc là bấm vào cái nút hình tam giác màu xanh ở phía trên thanh công cụ này thì nó sẽ chỉ còn gì ạ? Xin lỗi là chỗ này nó vẫn cứ có máy, vì chỗ này là cái file này là họ yêu cầu cộng bù nhiên liệu lược thợ, hay cho nên là bắt buộc phải có máy, cho nên muốn không có ấy, chúng ta phải bỏ cái này đi. Đó, chứ nếu mà yêu cầu vừa cộng bù nhiên liệu lược thợ mà yêu cầu bỏ máy thì nó là hai cái nhiệm vụ đối lập nhau, bất khả thi. Cho nên là nó, nếu mà chúng ta tích vào cái này thì bắt buộc nó sẽ phải có cái này. Đó, thôi nói tóm lại như vậy. Hay là có tạm tính chẳng hạn, đây thì cái tạm tính đây, bỏ cái tạm tính đi chẳng hạn. Này, công trình này là chưa dùng cái tạm tính, chứ nếu mà có cái tạm tính thì thông thường nó mã là TT ở đây, nó sẽ bỏ đây chúng ta. Đấy, rồi còn cái cộng bù nhiên liệu lược thợ thì thế này,
cộng 4 nhiên liệu thợ thì thế này. Đấy thì chúng ta sẽ thể hiện cái bảng này sẽ rõ hơn này. Đây, và số 9 là bảng chênh lệch có hệ số bù nhiên liệu lương thợ. Đây. Thì đã thể hiện cột số cột M là bù cước vận chuyển nếu đối vật liệu, còn bù nhiên liệu lương thợ đối với cả gì? Với máy đây. Đây. Thì cái thành cái cột O là cột giá hiện trường, tức là giá hiện tại. Giá của các cái máy ủi, máy đào, máy xúc này hiện tại nó sẽ bằng gì ạ? Cái giá mà theo thông báo của tỉnh cộng thêm bù nhiên liệu thợ lại máy ở đây. Đấy. Hai ô này cộng nhau. Cột H là giá gì ạ? Giá do tỉnh công bố. Đấy. Do tỉnh công bố cộng với bù nhiên liệu thợ lại máy. Thì riêng về cái bù nhiên liệu thợ lại máy thì nó sẽ nằm ở bên xin nhiên liệu. Bên xin nhiên liệu. Bên xin nhiên liệu ở đây. Bù nhiên liệu thợ lại máy thì bạn nào chưa biết cái bù nhiên liệu thợ lại máy thì chúng ta sẽ tìm cái video hướng dẫn về bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lại máy của G8 trên YouTube. Đấy, thì sẽ hướng dẫn rất chi tiết về cái bù nhiên liệu này. Đó. Đấy. Rồi, thì vừa rồi là tôi đã hướng dẫn về cơ bản là các cách sử dụng chi tiết bằng tổng hợp vật tư trong phần mềm dự toán G8. Các bạn thực hành và so sánh nó với kết quả mà chúng ta đã tính được ở trên file Excel trắng, xem là hai bên chúng ta có bị lệch nhau gì không về mặt khối lượng, về mặt thành tiền, vân vân. Và chúng ta tìm xem là nguyên nhân, vì đây là đều công thức cả. Đây cũng có công thức cả thôi. Đây có công thức cả thôi. Đấy, thì chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nhé. Trong quá trình sử dụng hoặc là trong quá trình mà làm việc, chúng ta có gặp trục trặc gì hoặc là chúng ta cần trao đổi thêm thì các bạn có thể vào trợ giúp dự toán g8.com hoặc là đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà. Như vậy là cái bài học số 8 về bảng tổng hợp vật tư là tôi đã hướng dẫn chi tiết. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian học hỏi và theo dõi cái video này, và tôi mong được gặp lại các bạn ở bài số 9, số 10, 11 về 3 cách tính tổng hợp dự toán chi tiết dự công trình. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.